你做咩？我唔系要嚟服侍三哥你嘅咩？你睇下你咁做，你离开我，离开我，离开我！佢呢人好自私嘅，点亲都亲唔过自己。你以后要小心啲啦。 北里北皮，北里北皮，对身猛打，大身天地。truyền hình Vĩnh Long hân hạnh giới thiệu bộ phim Ngân Hồ Về Đêm do Hồng Kông sản xuất. Biên kịch Hồ Tuyết Lệ, đạo diễn Tiêu Kiện Kiên. Giám chế Long Thiệu Cơ, với sự tham gia của các diễn viên Quỳnh Nhật Hòa trong vai Đoạn Thiều Tường, Lữ Tùng Hiền trong vai Tống Sĩ Nguyên, Giang Hoa trong vai Tống Trạch Nguyên, Tăng Hoa Thiên trong vai Miêu Mẫn Linh, Lý Hương Cầm trong vai Tưởng Kim Hương, Phương Cương trong vai Tống Học Lễ, Trương Gia Huy trong vai Diêu Quốc Nhân, Ngũ Dịnh Chi trong vai Nhan Như Ngọc, Trần Cẩm Hồng trong vai Đoạn Hàng Thao, Đàm Bính Giang trong vai Giang Vinh, Lưu Đơn trong vai Triệu Hòa Sơn cùng một số diễn viên khác. Theo dõi phim điểm cao .com để xem thêm nhiều phim mới hấp dẫn nhất. Bộ phim Ngân Hồ Về Đêm. Nghe tôi nói rồi. Đàn bà giống như chiếc xe hơi này vậy. Bà sợ trong lòng con có khúc mắc. Đừng vì một người đàn bà mà làm tổn thương tình cảm cha con. Bà yên tâm đi, con biết phải làm sao. Vậy tốt rồi. Bởi vì sắp tới con phải gọi cổ là má nhỏ đó. Chúc mừng ba. Thích Nguyên à? Ba chưa hỏi vậy thôi. Thực ra thì con và Nhan Như Ngọc có... Dĩ nhiên là không rồi. Để đi nghĩ là đi đâu vậy? Không có thì tốt. Ngủ ngon. Ngủ ngon. À phải rồi Trạch Nguyên à, chừng nào con mới đổi xe? Cũng sắp rồi. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Thank you very much. Beautiful. Chúc mừng anh. Chúc mừng đã đi. Để con giới thiệu với ba, đây là bạn gái của con. Judy, đã lâu không gặp. Hai. Hai Trạch Nguyên à? Dạ. Con cũng giỏi lắm. Bác Tống à, bác quá khen rồi. Ba con đâu? Ba con sang Pháp bạc dư làm ăn vẫn chưa về. Ông nói xin lỗi, ông gửi quà cho bác nè. Cảm ơn rất nhiều. Nè, hôm nay nhìn em rất đẹp. Hai đứa thật xinh đôi.
Đã đi, để con giúp Đã đi tiếp khách. Ok. Các vị, cô dâu ra rồi. Cô dâu ra rồi. Cô dâu quá đẹp. Đẹp quá. Đúng áo vậy. Quá đẹp quá. Cô dâu đẹp sang trọng quá. Quá đẹp. Quá. Ông. Cũng may là tôi tới kịp. Không phải bà nói không về sao? Hôm nay là ngày vui của lão gia, tại sao tôi lại không về chứ? Tôi còn cố tình đi uống tóc, may một bộ sườn xám mới để tới chúc mừng lão gia. Tôi thật sự rất mừng cho lão gia. Bây giờ tôi lại có thêm một người chị em tốt để phụ giúp hầu hạ lão gia. Em à, chị không có gì tặng cho em. Sau này chúng ta đã là người một nhà rồi. Cảm ơn chị. Em đẹp quá. Trước đây chị còn nhớ chị mới gả vào nhà họ Tống cũng xinh đẹp như em vậy. Lão gia thật là khéo chọn. Chị hai, chị thật quá khen. Khoan đã, tuy là chị không phải là một người nghiêm khắc, nhưng quy tắc không thể không có. Trước khi em gọi một tiếng chị hai, hình như em phải bưng trà cho chị uống trước. Thực ra có bưng trà hay không cũng không sao, nhưng mà nếu như không làm theo quy tắc, chị sợ người ta sẽ nói là em không đúng. Rót trà đi. Chị hai, chị nói rất đúng, nhất định phải bưng trà cho chị rồi. Chờ đây. À, nghe nói hình như là phải quỳ xuống mà. Nếu không quỳ cũng không sao đâu. Dạ cần chứ. Chị hai, mời dùng trà. Vậy sau này chị chính là chị hai của em rồi. Ly trà này đặc biệt ngọt lắm. Tôi nghĩ bà cũng nên về phòng nghỉ rồi. Dạ phải lão gia, nhưng mà muốn làm bà ba của nhà họ Tống, à không phải, phải nói là bà Tư mới phải chứ. Không dễ dàng vậy đâu. Lão gia rất là khó tính, có lẽ em vẫn chưa hiểu hết. À em à, đây là chuyện của đàn bà. Nè, em nên đi theo chị, để chị từ từ nói với em. Lên đi. Chúng ta hãy ăn bánh kem trước đi được không? Ok. Cái chỗ này sớm muộn gì cũng do tôi ngồi. Cô không cần giành với tôi. Chị nên đối mặt với thực tế đi. Chị già rồi. Cái thời trước đây
đã qua, bây giờ cũng đã đến lượt tôi rồi. Hoa không nở mãi, cô cũng không thể đấu lại với thời gian đâu. Không bao lâu nữa cũng có một người đàn bà lặp lại câu này với cô. Cao.com để xem thêm nhiều phim mới. Em gái tôi, Tích Mai đó không trẻ đẹp hay sao chứ? Tống Học Lễ chỉ cưng chiều nó không được nửa năm, cô cũng đâu phải là giai nhân tuyệt sắc gì. Chuyện này thì chị không cần lo, chị lo cho bản thân của chị đi. Tôi sợ gì chứ? Tôi có hai đứa con trai, nhà họ Tống sớm muộn gì cũng do tôi quản lý. Tôi chỉ cần sinh cho Tống Học Lễ một đứa con trai là đủ. Nhà họ Tống tôi vẫn có phần. Người ta nói Phi là được sủng ái nhất, phần của tôi chắc chắn nhiều hơn chị. Thật ra sinh con trai nhiều hay ít không quan trọng, chỉ cần được sủng ái, sinh một đứa là đủ rồi. Có lẽ có một chuyện Tống Học Lễ không nói với cô, ổng đã không sinh được nữa. Không biết là ổng may mắn hay là cô xui xẻo, cô cả trứng cũng không có. Tính sao đây? Có hối hận đã gả vào nhà họ Tống không? Cái ghế này tạm thời để cô ngồi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ trở về. Anh có thể bảo đảm với em, sau này ở nhà họ Tống tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì vậy nữa đâu. Em nghĩ không cần đâu. Thật ra em phải cảm ơn chị mới đúng. Tại sao vậy? Em tưởng gả vào nhà họ Tống sẽ sinh được một đứa con trai cho anh, là một Tống phu nhân thực thụ. Bà đã nói hết với em rồi à? Nếu chị không cho em biết, anh định giấu em suốt đời sao? Chuyện này không quan trọng. Điều quan trọng là anh sẽ yêu em suốt đời. Anh ra ngoài đi, tối nay em muốn được ngủ một mình. Má không để họ sống hạnh phúc vui vẻ đâu, họ sẽ không được yên thân. Vô ích thôi má. Má đã tuyệt tình như vậy, má cần gì phải giận chứ? Sĩ Nguyên, con là con trai của má, con hãy giúp má giành lại những gì thuộc về má ở nhà họ Tống. Má, con vô dụng, con không làm được gì hết. Ba, ba muốn làm Sherry. Gì vậy? Ba, thì vui của tôi mà bà dám tới phá đám hả? Chán sống rồi hả? Ba, con phải công cụ để ba trút giận. Ba không xứng là má của con. Con hỏi bà đã làm chuyện gì rồi? Con đàn bà đê tiện này cặp với kép hát đó, con có biết không? Bà nói với con trai của bà đi. Bà nói cái gì vậy? Má, phải, tôi đê tiện, tôi đã lấy trai, ông cũng không phải là người. Ông nghĩ lại bản thân của ông đi, mỗi đêm ông đi quậy phá ôm người đàn bà khác, còn tôi ở nhà. Tôi ở nhà, tôi ngồi đợi cho đến trời sáng, tôi buồn biết mấy. Bác gài tôi còn bị ông chửi, ông đánh. Tôi là vợ của ông, tôi cũng là con người mà. Đáng tiếc tôi là trụ cột gia đình, tôi thích làm sao thì làm. Vậy thì sao? Hả? Tống Học Lễ, ông chết cũng không được yên thân đâu. Thì mai tôi sẽ ly dị với bà, để coi hai chúng ta ai chết không yên thân. Được, ông ly dị với tôi, ngày mai tôi sẽ nói cho tất cả người Hồng Kông biết, Tống phu nhân này là người đàn bà đê tiện. Tôi đã lấy trai, tôi đã cấm sừng ông. Để coi nhà họ Tống mấy người còn danh dự gì nữa. Tôi phải làm cho Tống Học Lễ mất mặt. Bà, sao đi? Cảnh cáo bà, nếu bà dám nói chuyện này ra, tôi sẽ cho người giết bà. Má, được, ông cứ giết tôi đi. Má, tôi má, muốn sống nữa. Giết tôi đi, giết tôi đi, má, giết tôi đi. Má, đi. Ông giết tôi thì tất cả mọi đi. Người sẽ không biết chuyện xấu xa của ông. Ông má, giết đi, đi, giết tôi đi. Ông cứ giết đi. Má, giết tôi đừng đi. Má, không muốn sống nữa đâu. Má đừng có gây nữa. Ôi đẹp quá, nhìn kìa, nhìn kìa. Trời ơi, đẹp quá. 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 Trời ơ
đợi coi. Ừ, ra đi. Không được, không được. Trời ơi. Quả thiệt. Thôi đẹp quá. Chào quý vị khán giả, chào tất cả các bạn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Tôi xin giới thiệu, chị này là minh tinh mới ngọc nữ của công ty điện ảnh Tống Thị, cô Bạch Linh. Quá. Cảm ơn tất cả các vị. Công ty điện ảnh Tống Thị vì muốn cảm ơn các bạn đã ủng hộ, cho nên quyết định ưu tiên cho bạn nào mua 100 vé đầu tiên của phim Tây Thi sẽ được cô Bạch Linh đây đích thân ký tên và tặng hình. Cảm ơn các vị. Cảm ơn. Cho tôi vé Trời ơi, cô Bạch Linh đó đẹp quá hen. Ê nè Bạch Linh kìa. Bạch Linh kìa, chị đi nhanh lên, chị Bạch Linh, chị Bạch Linh. Được rồi, cho tôi nữa, Nè. Được rồi. Linh à, đừng làm nữa. Cô bận rộn cả ngày cũng mệt rồi. Nè. Cảm ơn. Tôi chỉ làm chút chuyện thôi, không mệt đâu. Thật ra đồ đạc ở đây không cần ngày nào cũng phải lau chùi, lâu lâu dọn dẹp được rồi. Nhưng sẽ có bụi. Tôi không muốn khi Thiệu Tường về thấy nhà của ảnh dơ như vậy. Thiệu Tường thật là hạnh phúc. Để tôi lượm cho. Cảm ơn anh. Lá thư này cái đầu con cũng mang theo bên mình sao? Phải. Lúc Thiệu Tường không ở bên cạnh tôi đọc lá thơ này cũng giống như được gặp ảnh vậy. Và khi đóng phim mệt quá, hoặc tôi lo sợ phim không ăn khách, tôi cũng lấy ra đọc để ảnh khích lệ tôi. Dĩ nhiên là có cả anh. Linh à, bây giờ bộ phim này rất là ăn khách và cô cũng nổi tiếng, cô nên vui mới phải chứ. Tiếc là anh không có ở bên cạnh để chia sẻ với tôi. Không biết bao giờ Thiệu Tường mới về nữa. Thạch Nguyên, giả đã đi sao này không tới công ty? Con đi thăm má. Đừng nhắc thứ đàn bà đến chuyện đó nữa. Lâu rồi cha con chúng ta không có đi chơi. Tối nay chúng ta tới câu lạc bộ chơi giờ dáng được không? Ok. Ok. Ông Tống thuộc phá sảnh thắng rồi. Ê ông à, giờ chúng tôi chơi tiếp thành viên câu lạc bộ thôi. Bây giờ ông Đoạn đây đã là một trong những cổ đông câu lạc bộ này. Ông Tống, anh Trạch Nguyên, đã lâu không gặp. Tôi cũng muốn chơi già dáng, nhưng mà tôi không thích chơi bằng phỉnh. Muốn chơi thì chơi tiền mặt đi. Nhiều quá. Đặt ít nhất là 10,000. Nếu như ai chơi không nổi thì mời họ ra ngoài. Thôi đi. Thôi. Đổi tiền mặt cho tôi. Không cần đâu. Tiền mặt của câu lạc bộ tất cả đều ở đây. Nhưng ông Tống là người có địa vị ở Hồng Kông nè, dù có thua cũng không dám ăn quỵt đâu. Ông cứ chơi bằng phỉnh, tôi chơi tiền mặt. Chia bài đi.
ông đoạn tố trước. 50.000. Theo. Ông đoạn tố trước. 100.000. Theo. Ông đoạn tố trước. Chúng ta đừng mất thời gian nữa. Thôi thì chơi một ván quyết định. Gược hết số phỉnh của ông trên bàn. Đi. Sợ thua sao? Tôi thì không xem đây là tiền. Dù lần này tôi thua, tôi vẫn còn rất nhiều tiền chơi với ông. Nhưng nếu ông sợ, thôi bỏ đi. Được. Vậy thì tôi chơi danh ván này. Thật là ngại quá. Tôi là phá. Có lẽ cả ông trời cũng thấy chướng mắt nên đã giúp tôi. Xin lỗi, lần sau chơi tiếp. Cho anh. Còn số phỉnh này từ từ tính. Cần phải điều tra nữa. Chắc chắn là do má anh làm. Vậy thiệt thòi cho em quá. Cát. Gì vậy, có được chưa? Dạ được rồi. Nghỉ đi. Thôi. Thôi nghỉ đi, nghỉ đi. Rồi. Có mệt lắm không? Không mệt. Mà. Hay là mai tôi quay những cảnh khác trước. Chiều cô mới tới. Vậy thì làm phiền đạo diễn nha. Không phiền đâu. Nhưng nào đám fan của cô hơi vất vả đó. Để cô cả ngày rồi. Vô đây, vô đây, vô đây. Mình đã đợi lâu lắm rồi sao? Cảm ơn. Được rồi, cảm ơn mọi người. Chị Linh, ủng hộ chị lắm. Chị Linh nè, bên ngoài có người tặng quà cho chị đó. Phiền anh mang vào giùm tôi đi. Làm sao mà mang được? Là một chiếc xe hơi đó. Xe hơi? Dạ phải. Nè, đây chính là chiếc xe này. Trời, xe đẹp quá. Đẹp quá. Là ai tặng vậy? Tôi không biết nữa. Nhưng món quà đắt tiền như vậy tôi nghĩ có lẽ là ông chủ lớn rồi. Xin lỗi, tôi sẽ không nhận món quà này. Làm phiền anh mang về đi. Cô không nhận thật sao? Đúng vậy. Thiệu Thân. Anh có thể làm tài xế của em không? Không sợ fan của em nhìn thấy em ôm tài xế sao? Anh là bạn trai của tôi. Bạn gái của anh. Cũng được. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Cậu hai về rồi. Chị Tư. Đây là cô Bạch. Cô Bạch đại minh tinh. Dĩ nhiên là tôi biết. Chị Tư. Mau rót nước đi. Dạ. Trời, nhà này đẹp quá anh ạ. Chúng ta chính là chủ của ngôi nhà này. Chúng ta? Cậu thích không? Nếu không thích, anh có thể cho người tu sửa lại. Quan trọng là em vui. Chỉ cần có anh bên cạnh em là em vui rồi. À phải, sao khi không anh lại giàu có như vậy? Nếu anh cho em biết anh tìm được một mỏ vàng thì sao? Thiệu Tường, anh đừng nói đùa nữa mà. Được rồi. Anh ở Mã Lai mua được một miếng. Vô tình anh phát hiện ở dưới đó có một mỏ sắt lớn. Sau đó anh đem đi bán, đã lời được số tiền gấp mấy lần. Vậy theo em có phải là đào được mỏ vàng hay không? Thì ra là thật à. Đúng là ông trời không triệt đường con người. Cuối cùng anh cũng đợi được ngày hôm nay. Là do anh có quyết tâm cho nên mới có ngày hôm nay. Nhưng quan trọng nhất là có em ở bên cạnh ủng hộ cho anh. Ở trên đời này có hai người đối với anh rất quan trọng. Một người chính là em. Trong thời gian anh sa sút nhất, em đã không bỏ rơi anh. Còn một người nữa là má anh. Nhưng mà lâu nay anh đã để bà ở lại Thượng Hải. Bây giờ anh có thể đón bác tới đây để mà hưởng phước. Đương nhiên rồi. Sau này có má và em ở bên cạnh anh thì anh đã mãn nguyện rồi.
tiền là thay cho quyền lực. Bây giờ cuối cùng anh cũng đã có cơ hội so cao thấp với Tống Ngọc Lệ. Đúng vậy, dựa vào thực lực ngày hôm nay của Đoạn Thiệu Tường, tôi nhất định đẩy hắn không thể trở mình. Vậy thì kế hoạch của anh đã thực hiện được một nửa rồi. Để xem thêm nhiều. So với sự tưởng tượng của tôi nhanh hơn nhiều đó. Nửa tuần còn lại mới là gây cấn, sắp sửa được chiếu rồi đó. Tôi sẽ chuẩn bị sẵn tâm lý để thưởng thức bộ phim hay này. Ngọc à, trước đây tôi không thể hứa với cô là trả thù lao cho cô, nhưng ngày hôm nay tôi có thể làm được rồi. Được, nếu bây giờ anh đã có thế lực như vậy thì tôi cũng không khách sáo với anh nữa. Tôi muốn là một đại minh tinh nổi tiếng nhất. Không thành vấn đề. Sau khi kế hoạch của tôi thành công, tôi sẽ giúp cô trở thành thiên hậu nổi tiếng nhất toàn Hồng Kông, phát triển cả ở hải ngoại. Tiểu Tường, Tịch Mai, em có thích quà anh tặng cho em không? Dạ thích. Hôm nay em rất đẹp, thật sự rất đẹp. Cuối cùng em đợi được ngày hôm nay rồi. Ngày vui của hôm nay lẽ ra đã có từ một năm trước. Tuy là hơi trễ một chút, nhưng mà em đã mãn nguyện rồi. Tịch Mai, sau này anh sẽ luôn yêu thương em, bù đắp tất cả mọi chuyện trước đây cho em. Có phải em đang nằm mơ không? Anh làm sao vậy? Đê tiện. Hãy đàn bà đê tiện như cô, chỉ cần cho cô mặt đẹp, để cô ở nhà lầu, cho cô ăn ngon, được mà, thì muốn sao cũng được. Đúng là đê tiện. Tiểu Tư, bây giờ tôi cho cô biết, tôi sẽ không yêu cô nữa. Tôi phải đưa cô lên trên cao, sau đó quăng cô xuống. Tôi phải cho cô biết, trong lúc đang vui bị người ta tát tay là đau khổ như thế nào. Cũng như trước đây, khó khăn lắm tôi mới có thể tới Hồng Kông để tìm cô. Trong lúc tôi cần cô nhất thì cô lại bỏ tôi đi. Bây giờ người tôi cần là người đàn bà đồng cam cộng khổ với tôi, chứ không phải hạng đàn bà tham vinh qua như cô. Nhưng mà trước đó anh nói là sẽ tha thứ cho em mà. Mỗi khi tôi nghĩ lại cô và tên Tống Học Lễ ân ái ở trên giường thì tôi đã muốn ói rồi. Tiểu Tường, em xin anh, em xin anh cho em một cơ hội để chuộc tội có được không? Em xin anh mà, em xin anh. Anh đừng bỏ em biết lỗi rồi, đừng bỏ em. Anh đừng bỏ em mà. Em xin được. Anh Tịch Mai, tôi nhất định cho cô cơ hội. Sau này tôi sẽ yêu thương cô, tôi vẫn để cô ở đây, tôi không đuổi cô đi đâu. Mọi chi phí cuộc sống của cô tôi sẽ chu cấp. Nhưng ở bên cạnh cô chỉ có nhân vật vô tri này, bao gồm cả bản thân cô. Hãy
Lâu nay phim của Hollywood là do rạp của chúng tôi chiếu. Chỉ cần ông chịu hợp tác với chúng tôi, ông cần điều kiện gì cứ lên tiếng. Bây giờ tôi không quyết định được. Không thể nào, lâu nay do ông quyết định mà. Tình hình bây giờ khác rồi. Vậy bây giờ do ai quyết định? Xin lỗi, là do tôi quyết định. Phải rồi đó. Ông Tống, thành thật cảm ơn ông. Thật ra bản hợp đồng này là của ông Tống tặng cho tôi. Hôm đó ở câu lạc bộ Sòng Bạc là số tiền mà ông thua tôi đó. Có hợp đồng thì đã sao? Anh có phim để chiếu sao? Chuyện này anh không cần phải lo. Tôi biết mở rạp chiếu phim, tôi sẽ tự phát triển. Tôi còn mở hãng phim để làm phim. Vương quốc điện ảnh của Hồng Kông bắt đầu từ ngày mai sẽ là thiên hạ của Đoàn Thiệu Tường này, không còn là của nhà họ Tống nữa. Đoàn Thiệu Tường, anh nghe cho rõ đây. Điện ảnh Trung Quốc vẫn là của nhà họ Tống. Ít nhất hắn cũng đã bỏ tới mấy triệu để đấu với chúng ta, còn mình vẫn không điều tra được lý lịch của hắn. Để tránh đêm dài lắm mộng, cho người giải quyết hắn đi. Đến đi. Không được, hắn dám quang minh chính đại đấu với chúng ta thì hắn đã đoán trước được chúng ta sẽ dùng chiêu này. Để ra lúc đẩy hắn xuống máy bay ở Thượng Hải, bà bồi trắng thêm một phát là xong chuyện rồi. Là con đã nhìn lầm, cứ nghĩ là hắn không thể trở mình. Vào đi. Em không làm phiền hai cha con nói chuyện chứ? Trời ơi, em lại làm gì vậy? Để tự làm. Công việc này để cho người hầu làm được rồi. Cũng vậy thôi mà. Trạch Nguyên, cậu cũng uống nước đi. Cảm ơn. Ăn bánh nha. Học Lễ, anh cũng ăn đi. Alo. Là em. Judy, có chuyện gì vậy? Mấy ngày rồi chúng ta không gặp, em nhớ anh quá. Bây giờ anh buồn ngủ lắm, cứ dậy đi. Thank you.
Trạch Nguyên, cạn ly. Trạch Nguyên, Trạch Nguyên, Trạch Nguyên, nè. Uống nhiều lắm hả? Ừ. Thằng này phải họp đó. Con thay đồ rồi con xuống liền. Bà để con dưới lầu đó. Ừ. Trạch Nguyên, chào. Chào gì? Sắc mặt kém vậy? Tối qua mất ngủ? Không phải. Tôi thì bị mất ngủ thật. Tôi phải đi họp rồi, xin lỗi. Giờ mới chịu tới, em buồn quá đi. Thưa ông muốn gì? Anh không được vui hả? Có tâm sự sao? Cho em biết đi. Không liên quan tới em. Mà đi cho du thuyền được không? Không đi, em đi một mình đi. Không được, bà nói là muốn gặp anh để nói chuyện với anh về chuyện của hai chúng ta đó. Chúng ta có chuyện gì đâu, anh và em không có quan hệ gì hết. Vậy sao anh luôn hẹn em đi chơi? Anh hẹn em đi chơi là vì anh buồn. Có gì là ghê gớm lắm đâu. Nè anh. Tôi cho cô biết, từ trước giờ tôi chỉ có đánh người ta.
về rồi hả? Cô ở đây làm cái gì? Tắm. Giờ sen trong phòng của em bị hư rồi. Ra ngoài. Học lễ đã sang Macau rồi, không có gì nhanh vậy đâu. Ra ngoài. Anh đừng tuyệt tình vậy mà. Em thật sự rất nhớ. Ra ngoài. Thật ra em đã là của anh. Sous-titrage Société Radio-Canada.